Xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với bản tin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc cho quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật cho các quý vị và các bạn. Chúng ta cùng biết những thông tin liên quan tới huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thưa quý vị. Và trong thời điểm vừa qua thì những làn sóng của cộng đồng mạng cũng đã lên tiếng rất mạnh mẽ liên quan tới huấn luyện viên Philippe Jouzet. Trong khoảng thời gian một năm, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nhưng không có khởi sắc, cũng không đem lại được cái kết quả như mong đợi. Thì tất cả mọi người cũng đã lên tiếng, cũng muốn ông Philippe Jouzet sẽ phải nghỉ việc để cho đề cử một ông huấn luyện viên khác để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Và cũng mong sao đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ gặp được những huấn luyện viên tốt để chúng ta tiếp tục giơ cao màu cờ sắc áo thưa mọi người. Ngày hôm nay, mình xin được cập nhật đến các quý vị và các bạn một số thông tin mới nhất mà mình đã cập nhật được. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Đó là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ghế đội tuyển không phải ai cũng ngồi được thưa quý vị. Vinh dự khi được xem một ứng viên, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Việt Nam, cho rằng vị trí thuyền trưởng ở đội tuyển quốc gia rất áp lực. Sau khi huấn luyện viên Philippe Jouzet bị sa thải vì hai thất bại liên tiếp trước đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải khởi động lại chiến dịch tìm huấn luyện viên trưởng. Trong số các ứng viên thì được nhắc đến có huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thưa mọi người. Cách đây 12 năm thì ông từng được đề cử làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vụ này đổ bể do ông bầu Đoàn Nguyên Đức, khi đó còn nắm vai trò phó chủ tịch VFF, phản đối mạnh mẽ ông Tuấn sau đó nắm các đội tuyển trẻ từ U16, U17 và U19 đến U20. Thành tích tốt nhất nhà cầm quân người Khánh Hòa là giúp Việt Nam lọt vào bán kết U19 châu Á năm 2016 để đoạt được vé dự vòng chung kết U20 FIFA World Cup 2017 đó quý vị. Đó là lần đầu tiên mà bóng đá 11 người của Việt Nam góp mặt ở sân chơi thế giới năm ngoái. Ông Tuấn có giúp Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á năm 2023 tại Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ ký hợp đồng dẫn dắt U23 Việt Nam vào ngày mùng 4 tháng 4. Thưa quý vị, tôi có nghe những cái thông tin truyền thông nhắc đến mình như một ứng viên. Đầu tiên tôi cảm thấy rất vinh dự. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trên kênh truyền thông của VFF. Nhưng vị trí này không phải ai cũng ngồi được, đó thưa quý vị. Áp lực rất lớn, những huấn luyện viên thành công cũng chịu nhiều áp lực. Câu chuyện này không đơn giản bởi có sự tác động của nhiều phía từ truyền thông, người hâm mộ đến những nhà quản lý. Sau khi huấn luyện viên Philippe Jouzet nghỉ việc, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được chọn để dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á tại Qatar. Khai mạc ngày 15 tháng 4, giải đấu này đóng vai trò là cái vòng loại châu Á cho Olympic hè năm 2024. Ba đội đứng đầu sẽ giành vé thẳng tới Pháp. Đội đứng thứ tư đá play OFF với một đại diện của châu Phi. Vì vậy, ông Tuấn không muốn đề cập đến câu chuyện có tính tương lai là ghế huấn luyện viên, thưa mọi người. Tức là ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đó mọi người, mà dành sự quan tâm trước mắt cho U23 Việt Nam, chỉ nắm đội gần nửa tháng trước khi giải đấu được khởi tranh, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không lo lắng do đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ, tức là nắm được những thông tin về các cầu thủ. Ông nhắc đến là thành công ngoại lệ của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018 như một động lực để ông phấn đấu đó mọi người. Tôi và ban huấn luyện đặt mục tiêu đầu tiên là phải làm sao để các cầu thủ thể hiện tốt nhất về mặt chuyên môn, chơi cống hiến nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói tiếp theo thì tôi nghĩ về cái việc vượt qua vòng bảng không phải là quá sức, nhưng cũng không hề dễ dàng một chút nào. Một khi vượt qua, chúng tôi sẽ nghĩ đến những điều xa hơn. Trong bảng đấu mà Việt Nam không phải là đội bóng mạnh nhất, chúng tôi biết mình thế nào và sẽ tính toán để chơi ra sao. Việt Nam nằm ở bảng D lần lượt là các đội bóng, tức là
Kuwait với ngày 17 tháng 4 và Malaysia ngày 20 tháng 4 và Uzbekistan ngày 23 tháng 4. Đánh giá về các đối thủ thì ông Tuấn cho biết là Uzbekistan là vị khách thường xuyên ở các giải vô địch châu Á trong các lứa tuổi nên ban huấn luyện đã có dữ liệu đó, tương đối đầy đủ. Với Malaysia, Việt Nam đã chạm trán từ lứa U17 đến đội tuyển nên cũng rất là hiểu rõ ràng đối thủ mà ban huấn luyện cần phải nghiên cứu thêm, đó là Kuwait đó mọi người. Thì theo cái kế hoạch U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4. 3 ngày sau thì đội sẽ sang bên Qatar để tập huấn và thi đấu cọ sát một trận với Jordan trước khi vào giải đó mọi người. Đây là một trong những cái thông tin mà tất cả mọi người chúng ta cũng rất là mong muốn ông Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu, dẫn dắt đội tuyển sẽ thi đấu tốt để mà đạt được những cái thành quả tốt nhất để mà cho tất cả chúng ta có thể được tiếp tục giơ cao màu cờ sắc áo như quý vị. Thì như các quý vị cũng đã biết là rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan tới thầy Park Hang-seo. Thưa quý vị, thì thầy Park Hang-seo thì chắc chắn theo mình hiểu là thầy sẽ không về để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nữa. Vì ai thành công thì cũng chỉ đến một lần, không ai có thể, hiếm khi có thể quay lại. Bởi vì mình phải biết là mình đã thành công rồi và bây giờ mà quay trở lại mà không thành công nữa thì tự nhiên cái trình độ hay là những cái tai tiếng người ta đồn đoán thì lại bị hạ xuống thì nó cũng không hay, đúng không mọi người? Ngay kể cả như mình, bản thân mình cũng rất là mong thầy Park trở về. Nhưng cái điều mà để thầy Park sẽ không bao giờ trở lại đó chính là vì những cái thầy vẫn rất là yêu Việt Nam nhưng để quay lại theo mình nghĩ là thầy sẽ không quay. Nhưng mà cái việc mà của thầy Lee Jang-jin đó mọi người thì cũng có khả năng là thầy Lee Jang-jin tiếp tục sẽ dẫn dắt đội tuyển, có khi lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Và nếu như mà được như vậy thì nó quá là tuyệt vời. Nhưng cái này thì bên Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang tiếp tục chờ đợi cũng như là tìm hiểu và sẽ cố gắng tìm ra được một người thuyền trưởng tốt nhất để mà lo lắng cũng như dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong cái chuỗi thời gian bế tắc này. Thật sự trong vài trận đấu vừa qua quý vị có thể biết là những cái câu chuyện mà liên quan tới các huấn luyện viên, nhưng mà cái đặc biệt ở đây là cái thầy huấn luyện viên Park, xin lỗi quý vị, là Philippe Chuji, thì ông ấy dẫn dắt thì để thua Indonesia nhiều quá thì người hâm mộ người ta rất là bức xúc và người hâm mộ bằng dồn khẩu hiệu treo khắp nơi mong rằng mong cho thầy Philippe Chuji sẽ nghỉ việc để tạo điều kiện cho ông khác lên ngôi để dẫn dắt, chỉnh đốn và làm lại cái hàng ngũ của Việt Nam để cho đội tuyển Việt Nam ngày càng phát triển. Mình thì cũng như mọi người thôi, mình thì cũng chỉ là những cái người thật sự với quý vị để cập nhật những tin tức cũng như là mong muốn đội nhà của chúng ta sẽ được có những trận cầu thật là tuyệt vời, sẽ có được những cái vị trí ở trên bảng xếp hạng và đặc biệt hơn nữa là mong cho đội tuyển Việt Nam sẽ có được một huấn luyện viên, một thuyền trưởng cực kỳ tốt cho quý vị. Thì đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay chúng tôi muốn cập nhật đến các quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Cũng rất mong các quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi cũng như ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam để chúng tôi có thể thêm những động lực để cập nhật ra những cái tin tức rồi biết thêm những thông tin gì để cập nhật cho mọi người cùng nghe để cho chúng ta cùng nhau đó, chúng ta cùng nhau ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Thì mới đây ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã lên tiếng, cũng đã nói rất là nhiều về cái ghế của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đó mọi người. Ông ấy nói là thật sự cái ghế đó không phải ai cũng dám ngồi và không phải ai cũng là ngồi được đâu quý vị, rất là khó. Tới đây mà tiến cử mà một là huấn luyện viên của người Nhật Bản, hai là Hàn Quốc, ba khả năng là huấn luyện viên người nước ngoài đó mọi người, tức là có rất là nhiều cái phương án để cho Liên đoàn bóng đá lựa chọn. Nhưng mình nghĩ rằng, mình mong rằng sẽ không chọn sai trong thời điểm này nữa để mà chúng ta sẽ có được những người huấn luyện viên tốt. Và nói thẳng với các bạn là nó không phí tiền. Vừa rồi rất là nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam được nửa thôi khán giả nó về hết. Đây là một cái điều rất là buồn, một cái điều mà khiến cho người hâm mộ người ta rất là bức xúc. Ngay cả bản thân mình thế thôi, mình rất là bức xúc. Nhưng mà thôi, các quý vị cũng hãy cố gắng ủng hộ cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ủng hộ cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta
sẽ tiếp tục có những cái tức là sẽ tiếp tục có những trận cầu thật là tuyệt vời để cống hiến đến quý vị nha. Một lần nữa xin chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.